Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Top Sao Hoa, kênh cập nhật liên tục các tin tức giải trí Hoa ngữ. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức mới nhất có trong ngày. Cúc Tịnh Y được mệnh danh là mỹ nhân 4.000 năm có một, cô nàng được coi là nữ thần nhan sắc thế hệ mới, đồng thời cũng là nhân vật gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội vì visual bị nghi ngờ dao kéo chỉnh sửa toàn bộ gương mặt. Tuy nhiên chẳng thể phủ nhận một điều rằng Cúc Tịnh Y hiện đang sở hữu gương mặt gây chú ý nhất nhì Cbiz hiện nay. Nhan sắc trong trẻo, các đường nét hài hòa cuốn hút của nữ diễn viên Hiên Viên Kiếm nhận được sự yêu mến của đông đảo người hâm mộ. Mới đây thì một blogger đã chia sẻ loạt hình ảnh do Team Qua Đường, Getty Images và VCG, trung tâm cung cấp hình ảnh của các sự kiện tại Trung Quốc, chụp Cúc Tịnh Y. Zinet có thêm dịp trầm trồ thán phục trước nhan sắc của nữ thần đình đám Cbiz. Cúc Tịnh Y qua ống kính của Team Qua Đường, gương mặt hoàn hảo cùng nước da trắng mịn đã khiến cho mỹ nhân 4.000 năm tỏa sáng tại sự kiện thu hút chọn Spotlight. Gương mặt nhỏ nhắn, góc nghiêng thanh thoát của người đẹp xứ Trung là niềm mơ ước của rất nhiều cô gái. Trước ống kính thì cô nàng vẫn gây ấn tượng với vẻ đẹp và thần thái ngút ngàn. Xuất hiện tại thảm đỏ sự kiện, thành viên của nhóm SNH48 gây bão với màn sốc visual. Vẫn biết cô nàng sở hữu nhan sắc hoàn hảo nhưng tạo hình lung linh đã biến nhan sắc của Cúc Tịnh Y được nâng tầm hết nấc. Đây xứng đáng là một trong những màn đi thảm đỏ xuất sắc của nữ thần 9X cho năm 2021 này. Bức ảnh nổi tiếng từng gây bão toàn cõi mạng của Cúc Tịnh Y qua ống kính hung thần VCG. Cúc Tịnh Y chứng minh được đẳng cấp nhan sắc của mình, cần được từ ảnh do Team Qua Đường cho tới ảnh phóng viên chụp. Nhan sắc trong loạt ảnh không qua chỉnh sửa của mỹ nhân 4.000 năm, nữ diễn viên nhận được rất nhiều lời khen ngợi của netizen. Chuyển sang một tin tức khác. Vậy là đã 8 tháng kể từ khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố đường ai nấy đi, cho tới tận bây giờ thì vẫn có không ít fan mong mỏi cả hai có thể cho nhau một cơ hội để trở về thời kỳ hạnh phúc, xây dựng tổ ấm hoàn chỉnh cho con trai tưởng tượng. Tuy nhiên, hai nghệ sĩ vẫn chưa đưa ra bất cứ một phản hồi nào về những tin đồn trên mạng xã hội. Trang 163 ngày 2 tháng 12 có một bài viết gây sốc khi tiết lộ về tình hình mới nhất của hai vợ chồng nàng Sam Sam. Sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong hoàn toàn hối hận. Anh chia sẻ rằng mình đã có nhiều đêm thức trắng, cả đêm chỉ nằm nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc và êm ấm bên Triệu Lệ Dĩnh. Mọi thứ như thể một bộ phim ngắn liên tục chạy trong đầu nam diễn viên. Phùng Thiệu Phong thực sự nhớ thương vợ cũ, thường xuyên mơ về lúc được ở bên Triệu Lệ Dĩnh. Tất cả những chia sẻ này đã khiến cho nàng Sam Sam xúc động đến rơi nước mắt. Điều đó cho thấy Phùng Thiệu Phong vẫn còn rất nhiều tình cảm với mỹ nhân họ Triệu. Tuy nhiên thì một nhân vật khác lại có động thái đáng chú ý trong câu chuyện tình giang dở này, đó chính là mẹ chồng của Triệu Lệ Dĩnh. Vốn là một người phụ nữ luôn tỏ ra là nhân vật nắm quyền lực trong tay, vậy nhưng bà lại đứng ra xin lỗi của con dâu. Đáng ra mẹ không nên can thiệp vào cuộc hôn nhân của các con, mẹ chỉ đứng vị trí của mẹ để quyết định mọi vấn đề, cứ ngỡ làm như vậy sẽ tốt cho các con, mẹ không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên hai đứa, đây thực sự là lỗi của mẹ. Trang 163 đặt câu hỏi phải chăng mẹ Phùng Thiệu Phong đã hối hận, nhận ra lỗi sai vì quãng thời gian làm khổ con dâu. Không chỉ vậy, sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh càng chăm chút cho sự nghiệp và hình ảnh của bản thân, nhan sắc và khí chất lên hướng ngút ngàn. Vì điều này, rất nhiều đối tượng quan tâm và theo đuổi người đẹp họ Triệu. Chính vì vậy mà Phùng Thiệu Phong càng thêm sốt ruột, đứng ngồi không yên. Nguồn tin cho biết thêm, chính Phùng Thiệu Phong khẳng định rằng anh và Triệu Lệ Dĩnh vẫn còn tình cảm với nhau. Không chỉ vậy, cặp đôi còn có một đứa con làm cầu nối tình cảm. Tài tử Minh Lan chuyện thậm chí còn ngỏ lời với vợ cũ về khả năng tái hôn, hứa hẹn sau này sẽ là người chồng có trách nhiệm, chăm sóc cho vợ và con trai. Phùng Thiệu Phong cầu xin Triệu Lệ Dĩnh có thể tha thứ và cho anh một cơ hội. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sao Hoa và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.